Nhắc tới biệt thự tại thành phố biển Nha Trang thì chắc chắn những căn biệt thự view biển luôn là sự lựa chọn và tìm kiếm hàng đầu của những anh chị ở xa, phải không ạ? Và nếu mà nói tới biệt thự view biển tại phố Nha Trang này thì một cái tên luôn đứng hàng top đầu về những căn biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp chính là khu villa biệt thự Anh Nguyễn tại phường Vĩnh Nguyên của thành phố Nha Trang anh chị ạ. Và hiện nay thì Phương đang rất may mắn được đứng tại một căn villa biệt thự Anh Nguyễn thuộc quần thể khu dự án biệt thự view biển nằm ở trên đồi mà view trực diện ra biển tại thành phố Nha Trang nha anh chị. Và khu biệt thự này thì pháp lý của nó là hoàn toàn là chuẩn chỉnh, đã có sổ hồng, hoàn công chính chủ luôn anh chị. Và ngày hôm nay Phương sẽ review tới quý anh chị một căn biệt thự đẳng cấp như thế tại khu villa biệt thự Anh Nguyễn này, một căn biệt thự mà view trực diện biển Nha Trang và nhìn ra toàn bộ biển Nha Trang cùng quần thể các quần đảo tại thành phố Nha Trang, một trong những căn biệt thự triệu đô tuyệt vời, đẳng cấp và đáng sống như thế này tại thành phố Nha Trang mà có view đắt giá như thế này anh chị. Và nó có giá tới 55 tỷ cho một căn biệt thự rộng tới 440 m vuông như thế này. Và ngay sau đây trong video này Phương sẽ review cho quý anh chị chi tiết từng ngóc ngách của căn biệt thự triệu đô này để quý anh chị mình xem thử rằng với mức giá 55 tỷ thì căn biệt thự này có xứng đáng hay không nha. Thì Phương sẽ trực tiếp cầm máy và review tới quý anh chị chi tiết nhất từng ngóc ngách trong căn biệt thự triệu đô và có view trực diện biển Nha Trang như thế này anh chị ơi. Đây là khu biệt thự Villa Anh Nguyễn, một trong những khu biệt thự mà đẳng cấp đáng sống nhất tại thành phố Nha Trang anh chị ạ. Và pháp lý của nó là hoàn toàn chuẩn chỉnh, sổ hồng hoàn công đầy đủ nha anh chị. Căn biệt thự trước mặt anh chị đây thì có diện tích là 440 m² và chủ nhân của họ đang bán với mức giá là 55 tỷ cho căn biệt thự tuyệt vời này. Thì anh chị mình hãy cùng Phương xem hết video này để xem thử là cái mức giá này nó có xứng đáng cho một căn biệt thự nghỉ dưỡng tuyệt vời như thế này không ha anh chị ha. Rồi, và đầu tiên thì trước mắt của căn biệt thự thì anh chị mình thấy là cái góc nhìn của nó là nhìn xuống toàn bộ biển Nha Trang nha anh chị. Mình sẽ nhìn thấy tất cả những cái quần đảo tại thành phố Nha Trang từ xa đến gần anh chị ạ. Đó. Và anh chị mình thấy rằng xa xa kia chính là cáp treo để đi qua Vinpearl nha anh chị. Đó, và cái tòa nhà như cái lâu đài ở phía dưới đây chính là tòa nhà của Vinpearl đó anh chị. Thì từ đó mà mình sẽ có bến tàu, bến thuyền và bến cáp treo luôn, là mình sẽ đi sang quần đảo Vinpearl. Thì mình đi bằng rất nhiều hình thức nào cũng được ha. Đó, và dưới kia là một cái dự án người ta đang tiếp tục xây dựng đó anh chị. Và còn phía bên này, những cái căn biệt thự ở phía bên kia rất là tuyệt vời, đó là khu biệt thự An Viên nha anh chị. Nó nằm ở vị trí thấp, còn căn biệt thự Anh Nguyễn của chúng ta nằm trong một cái quần thể những căn biệt thự mà anh chị mình thấy những cái nóc nhà của nó nè là nằm ở vị trí ở trên đồi và có view trực diện biển, cái vị trí là lưng tựa núi mà mặt hướng biển, rất là tuyệt vời anh chị ơi. Đó, và tọa lạc trên một cái vị trí tuyệt vời như thế này thì ở mặt tiền của căn biệt thự này thì họ đã xây dựng một cái hồ bơi, một cái hồ bơi là giống như là hồ bơi vô cực anh chị ơi. Ở phía dưới của nó là một cái vực đó, và nó là một cái hồ bơi mà view trực diện ra biển luôn anh chị. Đó, anh chị mình thấy một cái căn biệt thự rất là đẹp luôn anh chị. Và căn biệt thự này thì là có tất cả là 4 mặt thoáng nha anh chị, một mặt tiền phía trước và 3 mặt thoáng ở ba bên. Thì môi trường xung quanh thì toàn là hàng xóm những cái căn biệt thự đẹp như thế này anh chị ơi. Bên này là một cái căn biệt thự mà nó đang xây dựng ở phần thô và đang hoàn thiện đó anh chị. Anh chị cùng chiêm ngưỡng qua luôn. Thì hai căn là nó thiết kế cũng giống nhau luôn anh chị ơi. Cũng là view trực diện biển và có hồ bơi ở phía trước. Rồi, thì bây giờ thì Phương sẽ tiến vào căn biệt thự cho anh chị mình xem ha. Nhưng mà trước mắt thì anh chị mình cùng xem cái không gian xung quanh của nó. Ở phía bên tay phải này thì là nó có một cái lối đi được trồng cây và một cái cầu thang để đi lên cái con đường để vào căn biệt thự. Tại vì biệt thự này thì là mặt tiền của nó là view trực diện biển cho nên là không thể đi vào bằng đường này nha anh chị. Thì đường để đi vào nó nằm ở phía sau căn biệt thự.
Đó, thì cầu thang này sẽ đi lên cái con đường chính, con đường nhựa phía trên, và mình sẽ đi vào căn biệt thự này bằng một cái gara xe ở phía sau. Người ta thiết kế là như vậy. Rồi, thì bây giờ là Phương sẽ đi qua phía bên trái và sau đó sẽ tiến vào căn biệt thự. Đây anh chị ơi, tại phía bên trái của căn biệt thự mình thì là nó cũng có một cái khoảng không gian trống và họ đã trồng cây rất là đẹp anh chị à. Đó, anh chị mình cùng thấy ha. Đây, một chiếc view vô cùng tuyệt vời. Và xin nhắc lại, đây là khu villa biệt thự Anh Nguyễn tại thành phố biển Nha Trang nha anh chị. Khu villa biệt thự này thì hiện nay người ta đang ở và người ta cũng là cho thuê để mà thuê ở du lịch rất là đông anh chị à. Rất là nhiều khách ở Hà Nội, Sài Gòn ra Nha Trang mà nghỉ dưỡng, tắm biển, nghỉ ngơi vào mùa hè. Thì họ thuê những căn biệt thự ở đây để mà họ ở. Rồi, và biệt thự này thì nó có hướng chính là hướng đông nam nha anh chị. Hướng đông nam vô cùng mát mẻ và nhìn thẳng ra biển Nha Trang. Thì mặt tiền của biệt thự này nó thiết kế là một phòng ngủ ở dưới tầng trệt và một phòng khách vô cùng rộng lớn. Và ở tầng 2 của nó là có 3 phòng ngủ nữa. Thì tổng cộng của căn biệt thự này là có 4 phòng ngủ nha anh chị. Và bây giờ trước khi tiến vào ngủ, Phương vào phòng khách trước. Đây anh chị ơi, ngay bây giờ thì Phương sẽ tiến vào phòng khách của căn biệt thự này. Và từ cửa nhìn vào thì anh chị mình thấy là một không gian tổng thể là vô cùng rộng lớn luôn nha anh chị. Về phần cửa thì họ là thiết kế là cửa kính hoàn toàn luôn, để mình ôm trọn lấy không gian của bể bơi và không gian biển, nhìn thẳng ra biển Nha Trang anh chị à. Không gian giống như là không gian mở hoàn toàn vậy. Thì phòng khách này thì họ thiết kế liên thông với phòng bếp. Và các cái trang thiết bị ở trong căn phòng này thì là cũng được bố trí đầy đủ hết anh chị à. Rồi, thì đầu tiên tại phòng khách này thì chúng ta có một cái tủ để tivi và một cái không gian ngồi để mà thư giãn, để mà xem tivi thì rất là rộng lớn luôn anh chị, với một bộ ghế sofa là to lớn và một chiếc tivi kích thước cũng rất lớn. Và cái mảng tường mà để tivi này thì là nó thiết kế trống từ bên trái sang bên phải, tạo một không gian tổng thể là rất rộng lớn anh chị ạ. Và decor của căn biệt thự này là rất là hiện đại nha anh chị. Đó, anh chị mình thấy là ở đây có những cái lam trang trí rất là đẹp. Và ở đây là cửa để đi ra phía kho ở phía sau. Và bên trái của căn phòng này là chính là một cái phòng ngủ. Thì phòng khách này sẽ liên thông với phòng bếp. Và tất cả thì đều nhìn trực diện ra biển nha anh chị. Ở gian bếp này thì có một cái bàn ăn, nó rộng, rất là rộng, và sức chứa của nó là tới khoảng là một cái gia đình khoảng là 10 tới 12 người anh chị à, rất rộng. Và ở đây thì người ta cũng đã để một cái đàn piano rất là đẹp. Thì tổng thể về không gian của căn phòng này thì theo Phương cảm thấy là nó rất rộng lớn và nó vừa ấm cúng bởi cái màu sắc, cái màu gỗ tự nhiên cùng với đèn trang trí màu hồng rất là đẹp. Và vừa ấm cúng mà vừa hiện đại mà vừa mát mẻ nữa anh chị, bởi vì view của nó là nhìn trực diện ra biển Nha Trang anh chị ơi. Thì tại gian bếp này thì là cũng có một cái đảo bếp rất là lớn, giống như một cái quầy bar vậy anh chị, rất đẹp luôn. Thì bếp này thì họ có tủ bếp là đóng phun trần luôn, là một cái nơi mà chứa rất là nhiều đồ để chúng ta làm bếp và cùng với các cái máy móc trang thiết bị như là bếp điện này. Ở bên trên thì đương nhiên là có máy hút mùi luôn. Phía bên này thì có tủ lạnh, lò nướng, tất cả đều đầy đủ nha anh chị. Và ở đây thì họ có cái lam trang trí này, thì nếu mà mình kéo cái dây lên thì sẽ nhìn ra cái không gian sân vườn ở phía sau anh chị ạ. Rất là đẹp. Tí nữa là Phương sẽ quay cho anh chị xem không gian sân vườn ở phía sau. Và video này thì là Phương quay xuyên suốt từ đầu tới cuối, giống như một người đi xem nhà, để cho anh chị mình nhìn thấy rõ hết mọi ngóc ngách của căn nhà này mà không cắt ghép chỉnh sửa gì cả nha anh chị. Rồi, từ cái phòng khách và phòng bếp này nhìn ra ngoài thì nó có một cái cửa ở phía bên hông này nữa, để mình nhìn ra cái đường luồng ở phía bên hông căn nhà anh chị ạ. Rồi, về tổng thể của không gian phòng khách thì bên cạnh nó sẽ là một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Thì phòng ngủ này cái đường vào của nó là sẽ là đi bằng đường ở mặt tiền nhà cũng được, mà đi từ phòng khách này đi sang cũng được, thì Phương sẽ đi từ phòng khách này qua ha.
đây anh chị ơi, một phòng ngủ đầu tiên tại tầng trệt mà cũng là view trực diện ra hồ bơi luôn anh chị. Thì khi tiến vào phòng ngủ này thì mình sẽ thấy không gian của nó là cũng là như một phòng ngủ trung bình thôi, không rộng lớn lắm đâu. Nó cũng có nhà vệ sinh đầy đủ anh chị ạ. Và nhà vệ sinh này thì thiết kế cũng rất là hiện đại, với bồn tắm vách kính và bồn rửa tay rất là đẹp anh chị ơi. Đó, tại phòng ngủ này thì mọi trang thiết bị là cũng rất là đầy đủ và được thiết kế ốp gỗ trên tường rất là đẹp anh chị ạ. Nhìn nó rất là hiện đại luôn. Và mình ngủ ở đây thì mở cửa ra là nhìn thấy toàn bộ hồ bơi cùng với biển Nha Trang. Phải nói là một cái không gian nghỉ dưỡng vô cùng là tuyệt vời luôn anh chị ơi. Wow, quá đẹp luôn. Và một cái điểm nữa rất hay ở căn biệt thự này là máy lạnh thì họ thiết kế và vận hành bằng một cái máy lạnh tổng với công suất rất là lớn. Và những cái máy lạnh được đặt trong phòng này thì cửa gió đi ra là đặt âm trần nha anh chị, nên là rất là đẹp anh chị ạ. Rồi thì tổng thể của không gian tầng trệt thì nó gồm một phòng ngủ ở tầng dưới và phòng khách ở phía bên ngoài này, thì còn có một cái phòng toilet chung cho cái tầng trệt này nha anh chị. Đó, và nó có một cái cửa để nhìn ra không gian sân vườn ở phía bên ngoài. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ đi lên cầu thang và đi lên tầng 2 để cho anh chị mình xem không gian tầng 2. Thì tại tầng 2 này nó sẽ gồm 3 phòng ngủ. Và cái cầu thang đi lên này thì họ làm bằng đá này là đá ngoại nhập nên rất đẹp anh chị ơi. Và vách của cầu thang là vách kính cường lực nha, tay nắm thì bằng gỗ. Và cái đường đi lên cầu thang thì họ cũng đã thiết kế một cái cửa để lấy ánh sáng và gió tự nhiên ở phía bên ngoài. Khi mở cửa này ra thì gió nó sẽ đi vào phòng này rất là mát mẻ anh chị ơi. Đồng thời là đứng tại đây thì cũng có thể nhìn ra không gian ở xung quanh. Nói chung về tổng thể căn biệt thự này thì là cửa để lấy ánh sáng và gió tự nhiên ở khắp nơi anh chị. Một thiết kế vừa ấm cúng mà vừa mát mẻ vừa hiện đại luôn anh chị ạ. Đó thì đi lên tại tầng 2 này thì tại cầu thang mình sẽ nhìn thấy một cái đường đi chung, lối đi chung như thế này đây. Và nó có những cái lá trang trí như thế này. Khi mà mình kéo lên thì sẽ nhìn ra không gian sân vườn ở phía ngoài nha anh chị. Rồi bước vào thì sẽ có là 3 phòng ngủ và một phòng ngủ ở tầng trệt vừa nãy nữa, là tổng cộng là 4 phòng ngủ tại căn biệt thự này anh chị. Đó, từ cái lối đi chung, cái sảnh chung này thì mình sẽ thấy cửa để đi vào các phòng. Rồi thì bây giờ là Phương sẽ tiến vào cái phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 2 này. Nhưng mà trước khi vào thì đây là một cái đường để mà đi vào căn nhà này anh chị. Đây là đường chính đi vào nhà này. Đó, thì cái cửa này là sẽ mở ra. Đó, đây là gara xe cũng như là cái lối đi chính của khu biệt thự Anh Nguyễn này nha anh chị. Đó, anh chị mình thấy hàng rào mà họ thiết kế rất là dễ thương, bởi vì khu biệt thự này là an ninh rất cao và có bảo vệ nữa, cho nên là không cần phải làm hàng rào mà kiểu kín cổng cao tường đâu anh chị, mà họ sẽ làm cái kiểu rất là dễ thương như thế này đây, rất là Tây Âu nha anh chị. Đó, đối diện chúng ta sẽ là một căn biệt thự nữa, và tổng thể ở đây đều là những căn biệt thự rất đẹp nha anh chị. Đó, đường vào thì sẽ nằm ở phía sau của căn nhà. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ đi vào lại trong căn biệt thự và đến cái phòng ngủ đầu tiên ở tầng 2 cho anh chị mình xem ha. Rồi, đây anh chị ơi, đây là phòng ngủ đầu tiên tại tầng 2. Tổng thể là 3 phòng ngủ. Thì khi mình bước vào phòng ngủ đầu tiên này thì mình sẽ thấy một cái nhà vệ sinh rất là lớn ở phía bên tay trái. Đây có thể là phòng ngủ master luôn đó anh chị. Wow, và căn nhà vệ sinh này quá đẹp luôn anh chị ơi. Bồn tắm rất là hiện đại, và khi bên cạnh bồn tắm này thì là có một khoảng giếng trời mà họ trồng cây ở đây. Vô cùng đẹp luôn anh chị ơi, một cái không gian xanh mát ngay tại trong phòng tắm luôn. Đó, và bên này thì là có bồn rửa tay với một cái tấm kính rất là lớn luôn. Không gian trong phòng tắm này rất là mở anh chị ạ. Vô cùng đẹp luôn. Thiết kế phải nói là rất là hiện đại.
Rồi, đi ra ngoài thì là một cái phòng ngủ với kích thước rất là rộng lớn nha anh chị. Có một bộ ghế sofa nữa. Đây, phòng ngủ này thì đương nhiên là view cũng nhìn trực diện ra biển luôn. Ở đây có một cái chiếc giường ngủ khá là lớn, cùng với tivi, và họ trang trí là những cái tấm ốp gỗ, gỗ tự nhiên rất là đẹp anh chị ơi. Cùng với cái dàn điều hòa máy lạnh là được lắp âm trần, anh chị mình thấy nè, rất là hiện đại luôn. Đó, thì trong phòng ngủ này cũng có bàn ghế sofa để chúng ta ngồi thư giãn luôn. Và view của nó là hoàn toàn cửa kính và nhìn trực diện ra biển Nha Trang luôn anh chị ơi. Đây là ban công ở trước căn phòng ngủ và vách của nó là kính cường lực nha anh chị. Và nó thiết kế là không có một cái gì chắn ở phía trên cả, hoàn toàn là một cái vách kính trong. Thì cái này không biết là cái độ an toàn như thế nào, có lẽ là các kỹ sư cũng đã tính toán và thiết kế đảm bảo an toàn anh chị ạ. Đó, đây là tổng thể cái ban công ở phía trước của ba phòng ngủ này. Thì ba phòng ngủ này thì nó sẽ nằm liền kề nhau và nằm cùng một hướng luôn anh chị. Hướng căn nhà này là hướng đông nam nha anh chị. Rồi anh chị mình cùng nhìn lại là cái phòng ngủ đây, rất đẹp luôn. Và với một cái phòng ngủ mà view trực diện ra biển như thế này thì đảm bảo là ánh sáng tự nhiên là lúc nào là cũng sáng sủa hết rồi, không cần phải bật điện luôn. Rồi thì tại ban công này Phương sẽ đến phòng ngủ thứ hai luôn, tại vì ba phòng ngủ thì họ nằm cùng một hướng và nằm ngang nhau thì à. Đây, rồi đây là phòng ngủ thứ hai chị ơi. Phòng ngủ này thì họ bố trí hai giường. Về thiết kế thì nó cũng giống như phòng ngủ đầu tiên đó, cũng vẫn là có chung một thiết kế tạo nên một cái sự đồng nhất. Và phòng ngủ này thì những cái chi tiết gỗ trang trí thì là có phần là nhiều hơn phòng ngủ master vừa rồi. Cũng là một cái nơi để tivi và ốp gỗ trang trí rất là đẹp, rất là hiện đại anh chị ơi. Cũng có phòng tắm luôn. Thôi trong này tối quá thì Phương sẽ không có quay. Đó, và tổng thể là bốn phòng ngủ này tất cả đều view trực diện ra biển nha anh chị. Và tới phòng ngủ thứ ba nữa thì là cũng thiết kế là giống như hai phòng ngủ vừa rồi luôn. Đây, phòng ngủ thứ ba này thì là diện tích của nó nhỏ hơn một xíu anh chị ạ. Đó, anh chị mình hãy cùng nhìn lại cái góc nhìn từ trong phòng ngủ mà mình nhìn ra ngoài anh chị ạ. Đó, quá đẹp luôn. Giá trị của căn biệt thự này cũng như là tất cả những căn biệt thự khác tại khu villa biệt thự Anh Nguyễn này thì nó nằm ở cái vị trí view triệu đô này anh chị ơi. Một cái view mà từ trên núi, lưng tựa núi mà mặt hướng biển, view trực diện ra biển Nha Trang anh chị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đó, thì từ góc nhìn này anh chị mình sẽ dễ dàng nhìn thấy khu biệt thự An Viên ở phía dưới kia. Cũng là một khu biệt thự view biển rất là đẳng cấp nha anh chị. Rồi, và ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy bãi xe của Vinpearl ha. Kia trước mặt anh chị kia là quần đảo Trí Nguyên, một cái hòn đảo cũng là khá là nổi tiếng tại thành phố Nha Trang. Và ở đó cũng đang có một cái dự án biệt thự ở trên đồi view biển rất đẹp anh chị ơi. Đó, và tòa nhà kia chính là tòa nhà của Vinpearl nha anh chị. Từ tòa nhà đó thì mình sẽ đi sang đảo Vinpearl bằng cáp treo anh chị ạ. Rồi, bây giờ thì mình cùng nhìn lại cái không gian bên trong của tầng 2 căn biệt thự này anh chị ơi. Về thiết kế căn biệt thự này thì nó rất là hiện đại, nhưng mà về bố trí phòng ốc của nó thì cũng khá đơn giản thôi anh chị, không có nhiều cầu kỳ. Nó mang tính ở nghỉ dưỡng. Còn về bài trí ở bên trong thì là nó là cái sự đồng nhất. Ba căn phòng thì thiết kế là đều giống nhau, với những cái chiếc view triệu đô như thế này.
Rồi vừa rồi thì Phương đã giới thiệu cho anh chị mình rõ ràng nhất từng ngóc ngách chi tiết ở bên trong căn biệt thự này, và anh chị mình đã nắm được thiết kế của nó cũng như cách bài trí phòng ốc cũng như là độ rộng lớn của tất cả các phòng ngủ và đặc biệt là những cái chiếc view triệu đô trong căn biệt thự này ha anh chị ha. Và theo Phương cảm nhận rằng bên trong căn biệt thự này thì chủ nhân họ đang bài trí những cái vật dụng nội thất là chỉ là vừa đủ dùng thôi anh chị, bởi vì thực tế căn biệt thự này thì họ đang cho thuê, cho nên là những cái trang thiết bị trong căn biệt thự này thì họ chỉ sắm sửa vừa đủ dùng thôi. Anh chị mình nếu mà mua và để sở hữu nó thành căn nhà riêng của mình thì mình có thể sắm sửa thêm để mà làm cho nó trở nên là đẹp hơn, đầy đủ hơn và sang trọng hơn theo ý anh chị mình muốn ha. Và cuối cùng thì Phương xin nhắc lại về mức giá của căn biệt thự này là chủ nhà đang bán với mức giá là 55 tỷ. Thì anh chị mình thấy sao? Mức giá 55 tỷ này nó có xứng đáng với một căn biệt thự view trực diện biển Nha Trang như thế này hay không? Thì anh chị mình hãy để lại comment cho Phương được biết ha. Và nếu như mà anh chị mình thấy rằng nó phù hợp với cái nhu cầu cũng như là tầm tài chính của mình thì hãy liên hệ trực tiếp với Phương. Phương sẽ tư vấn cho anh chị chi tiết hơn ha. Còn nếu mà anh chị cảm thấy mà chưa thích căn này thì anh chị mình hãy cho Phương xin một like cũng như một đăng ký kênh. Đồng thời là hãy chia sẻ video này đến người thân, bạn bè của mình, vì biết đâu anh chị mình sẽ giúp được họ tìm kiếm được những sản phẩm bất động sản đẹp như thế này mà họ đang mong muốn tìm kiếm ha. Và hãy cùng theo dõi những video tiếp theo của Phương. Phương sẽ tiếp tục review cho tới quý anh chị những căn biệt thự đẹp khác tại thành phố Nha Trang này. Và cuối cùng là xin chào và xin hẹn gặp lại.